một số video họ nói về cái giọng British ở trong tiếng Anh á, thì họ mới làm ra bốn cái câu và họ cho một người biết sử dụng tiếng Anh đọc bốn câu đó lần lượt là I am on my way, và cái người đó người ta sẽ đọc tương tự như cái cách Hà đọc, thì họ sẽ hài hước họ chấm rằng là wrong và đúng sẽ là I am on my way, đúng là cái âm thanh đó, I am on my way. Và họ trích những cái video về phim ảnh mà có cái câu đó sử dụng. Thì theo các bạn là chúng ta học tiếng Anh, chúng ta học theo cái tiếng Anh thực tế trong giao tiếp để trông cho nó sành điệu, I am on my way, hay chúng ta học là I am on my way? Cái này Hà từng làm nhiều video và Hà từng nói rồi, là chúng ta học dựa trên mặt chữ, chúng ta học tập đọc cho rõ âm, sau đó chúng ta sẽ nói được là I'm on my way một cách rất là tự nhiên. Còn I'm on my way mà các bạn học rằng là I'm on my way là các bạn nói tiếng Anh nó bị ngậm ráng chịu nha. Đó, chúng ta coi những cái số video á thì chúng ta hiểu rằng tiếng Anh không khó, mà là trong thực tế khi mà cái người giao tiếp á, người ta nói những điều mà mình chưa học trước đó, đương nhiên mình sẽ không nghe được. Nên là chúng ta vẫn học cái câu gốc là I am on my way, rồi tự chúng ta cũng nói được cái câu là I am on my way. Thực ra nói là I am on my way nó rất là dễ, I am on my way nói rất là dễ, nhưng để hướng dẫn một người học tiếng Anh, người ta không thể hướng dẫn là I am on my way mà phải chậm cái âm lại, I am on my way. Sau đó các bạn sẽ nói được I am on my way một cách tự nhiên. Nên đừng có học theo âm thanh tự nhiên mà học từ cái âm thanh gốc. Vậy nên là tiếng Anh giọng British không có phải là một cái giọng mà khó để bắt chước, mà là vì các bạn không thể học tiếng Anh dựa trên cái âm thanh người ta giao tiếp, mà chỉ có thể học tiếng Anh từng bước một thôi ha. Let's have a lick thì sẽ là let's have a lick, let's have a lick, let's have a lick. Đó, âm thanh thực tế nó vậy đó, let's have a lick. Và bạn chỉ có thể nói let's have a lick khi mà bạn nói được let's have a lick thôi. Say it again, say it again, say it again. Đó, âm thanh thực tế say it again, say it again. Xong chúng ta đừng có học là say it again, say it again, mà chúng ta học là say it again. Rồi mình nói vậy nó mỏi miệng thì tự mình sẽ nói là say it again thôi, say it again, say it again, say it again. Where did you get them? Where did you get them? Where you get them? Where you get them? Mình biết nói thì mình có quyền nói lười biếng, còn mình chưa biết nói thì mình đừng có học theo cái âm thanh đó ha.